ban đầu khi mà mua chiếc xe này về, mình bước chân vào mình ngửi cái mùi nội thất của chiếc xe này thì không thể chịu được luôn. Dần dần thì nó trở thành quen. Nhưng mà theo như mình cảm nhận thì cái mùi này thì nó cũng không tốt cho sức khỏe đâu. Bởi vì cái da này, toàn bộ nội thất của K3 này thì nó được sử dụng vật liệu da, nó không phải là cao cấp, nó gọi là dạng gọi là cao su công nghiệp, cho nên là mùi nó rất là khó chịu, thực sự là như vậy luôn. Cái vật liệu chế tạo khung gầm của chiếc Kia K3 này nó rất là mỏng, thực sự là như vậy luôn. Đấy, các bạn có nghe thấy nhỉ? Khoảng tầm 80 cây số một giờ thôi mà ồn không khác gì các bạn đi xe i10. Rồi, xin chào tất cả quý anh chị. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Cao Tu Việt Nam. Đã lâu lắm rồi thì mình mới lại làm một cái video đánh giá dạng góc nhìn thứ nhất, dạng POV. Thì ngày hôm nay thì trời cũng khá là đẹp và cũng rảnh thời gian, cho nên là cũng muốn là làm một cái bài đánh giá chia sẻ tới quý vị và anh chị các bạn đang có nhu cầu mua những cái mẫu xe Hàn Quốc, đặc biệt là Kia K3 này, thì quý anh chị có thêm được những cái thông tin để chúng ta đưa ra những quyết định cho mình, lựa chọn làm sao những cái tiêu chí cho nó phù hợp, đúng không ạ? Bản thân mình khi mà lựa chọn chiếc Kia K3 phiên bản 1.6 Premium này ở thời điểm mới ra mắt, mình chỉ cần một chiếc xe có đủ yếu tố. Đó là gì? Rộng rãi, mức giá tầm tiền nó phù hợp với tài chính của gia đình nhà mình. Thì ở cái thời điểm đấy thì cái chiếc này của mình mua thì cả đăng ký nó khoảng 740. Thì Mazda 3 phiên bản 1.5 Pre lăn bánh ở Hà Nội thì nó đâu đó khoảng tầm trên 900. Trong khi đó chiếc xe này nó lăn bánh khoảng trên 740 thôi. Thế cho nên là nó rất là vừa miếng. Tất nhiên là với cái mức tầm tiền như vậy thì các bạn cũng sẽ không thể nào đòi hỏi được rằng là nó sẽ phải đáp ứng cho chúng ta nhiều yếu tố như là vận hành hay lái hay gì nữa nhỉ, vân vân mây mây, rất nhiều thứ, đúng không ạ? Ưu điểm đầu tiên mình nói về ưu điểm đó là không gian rất rộng rãi, cái tầm nhìn rất là thoáng, đúng không ạ? Option rất nhiều, chúng ta có màn hình kích cỡ lớn, có bản đồ vệ tinh, có điều hòa hai vùng độc lập, có cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai, có nhớ vị trí, đúng không ạ? Đúng ạ. Màn hình này thì có kết nối với Apple CarPlay, rồi có cả lẫy chuyển số sau vô lăng nữa. Nó rất là tuyệt vời, nhiều option. Mà thiết kế cũng rất là đẹp mắt. Như thanh niên anh em mình mà đi mua một chiếc xe thì đầu tiên cứ phải đẹp đã, đúng không ạ? Vào vợ cũng phải thích đã, đúng không? Vợ thích thì mình cũng phải chiều thôi. Tuy nhiên thì nói đi cũng phải nói lại, chiếc xe này thực sự không an toàn chút nào. Không an toàn chút nào nha các bạn nhé. Không an toàn một chút nào. Khi mà các bạn di chuyển đến những giải vận tốc chậm ở trong đô thị như này, các bạn ra ngoài đại lý, các bạn lái thử một cái quãng đường ngắn ở trong nội đô, các bạn sẽ không cảm nhận được đâu. Bởi vì một chiếc xe hạng C mà nặng có đâu đó hơn 1 tấn 3, mình nhớ không nhầm là 1330, 1330 kg, nó khá là nhẹ. Đấy. Cái thứ hai đó là cái hệ thống treo của nó. Cái hệ thống treo của nó phía trước dạng MacPherson, phía sau dạng thanh dầm xoắn, cho nên là nhiều người cứ đánh giá là nó cứng, không phải cứng đâu. Đối với các đối thủ thì mình cho rằng là hệ thống treo này nó khá là mềm. Thực sự là mềm. Các bạn di chuyển ở tốc độ chậm như này thì các bạn sẽ cảm thấy nó khá là mềm mại, nó dễ chịu. Đấy, thế tuy nhiên các bạn di chuyển ở những giải vận tốc cao ngoài đường trường, các bạn mới cảm thấy được là cái hệ thống treo này nó khiến cho chiếc xe này nó không thực sự là cân bằng và nó ổn định khi các bạn di chuyển tốc độ cao. Đó là cái điều đầu tiên. Cái thứ hai đó là người ngồi ở phía hàng ghế thứ hai khá là say xe. Vợ mình thì rất là sợ. Vợ mình rất là sợ ngồi hàng ghế thứ hai của chiếc xe Kia K3 này, bởi vì ngồi một lúc nó mềm quá thì thành ra là nó hay chao đảo lắc lư, nó không ổn định, khiến cho cái việc là người ngồi đằng sau rất dễ say xe. Cái vấn đề thứ ba đó là về mùi trong xe. Mình nói thật với các bạn nhé, đúng là một chiếc xe giá rẻ thì chúng ta sẽ không thể yêu cầu được cái vật liệu chế tạo nó phải là cao cấp. Ban đầu khi mà mua chiếc xe này về, mình bước chân vào mình ngửi cái mùi nội thất của chiếc xe này thì không thể chịu được luôn. Dần dần thì nó trở thành quen. Nhưng mà theo như mình cảm nhận thì cái mùi này thì nó cũng không tốt cho sức khỏe đâu. Bởi vì cái da này, toàn bộ nội thất của K3 này thì nó được sử dụng vật liệu da, nó không phải là cao cấp, nó gọi là dạng gọi là cao su công nghiệp, cho nên là mùi nó rất là khó chịu, thực sự là như vậy luôn. Nếu như mà ai mà mới mà bước chân vào, các bạn sẽ cảm thấy nó rất là nhức đầu. Đấy, ngồi một lúc thực sự khó chịu cực kỳ luôn. Đấy, cái điểm thứ ba. Đấy, là mình đánh giá cái thứ tư, đó là về điều hòa. Để 24 độ như thế này, nhưng mà nếu như mà các bạn di chuyển trong cái điều kiện trời nắng nóng như tầm 40-41 độ, thời điểm hôm nay thì còn mát, hôm nay còn mát trời, nhưng mà những hôm nào nắng nóng thì thực sự là cực hình, nó rất là nóng. Mặc dù mình đã dán hết tất cả kính thì dán kính thì toàn là dán kính xịn rồi. Đấy, thế nhưng mà nó vẫn rất là nóng.
điều hòa nó không thực sự tốt. Cái điểm thứ 5 đó là gì? Thân vỏ mỏng, thực sự rất mỏng. Cái nắp cabo hay là những cái tai xe phía trước, nó thực sự là khi mà di chuyển mà chẳng may các bạn có lỡ quệt vào đâu, hay là chỉ đơn thuần là rơi một cái vật dụng gì đó trên nắp cabo hay là xung quanh tai xe tay sủng thôi, là các bạn sẽ thấy là nó bị móp ngay. Thân vỏ rất mỏng. Đấy, còn lại thì với một cái khối động cơ 1.6 hút khí tự nhiên đi kèm hộp số tự động 6 cấp 128 mã lực, so với đối thủ Mazda 3 thì mình đánh giá rằng là chiếc xe này đủ thanh niên để khiến cho mình cảm thấy nó khá là thoáng, di chuyển nó khá là thoáng chân. Đấy, ví dụ như này, ở những cái nước ga đầu tiên, nếu mà các bạn ở chế độ vận hành D thông thường thì các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ cỡ khoảng tầm 2.000 vòng thì nó mới chuyển số. Và động cơ thì phải nói rằng là rất êm nhé, êm, tròn và ngọt. Đó là những cái ưu điểm rất tốt của chiếc xe Kia K3 khối động cơ 1.6 này. Đấy, rất êm, rất tròn, rất mượt. Đấy, khả năng bứt tốc ở những nước ga đầu tiên cũng rất là tốt. Tuy nhiên thì nếu như mà lên tới cỡ khoảng tầm 65-70 thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ tương đối là nó bắt đầu nó lì lợm hơn, nó không còn cái độ thanh thoát nữa. Mình nghĩ rằng là với những chiếc xe như thế này mà sử dụng ít nhất là trên cái khối động cơ khoảng 2 chấm là hợp lý nhất. Đấy, tất nhiên là 2 chấm thì nó sẽ cái mức tiêu hao nhiên liệu nó cũng sẽ nhiều hơn so với những khối động cơ như 1.6 này, là vừa đủ tiết kiệm, đúng không ạ? Thôi nhưng mà cái gì thì cái nó cũng có những ưu nhược điểm của nó mà các bạn chúng ta phải lựa chọn thôi. Đấy. Đều đều chân ga như này thì gần như là không nghe thấy bất cứ một cái điều gì cả. Đấy. Còn hệ thống treo thì thực sự này, các bạn này, đi qua những nắp cống này các bạn sẽ nghe thấy những cái tiếng rào rào, lục cục, đó, lục cục. Và hệ thống treo này thì nó gọi là không khác gì một mẫu xe hạng B, không khác gì một mẫu xe hạng B. Đấy, nó không đủ tinh tế. Nói chung là tất nhiên là tầm tiền này thì không thể tránh được. Và Kia K3 thì mình nghĩ rằng là nó thiên về gọi là di chuyển trong nội đô nhiều hơn. Vô lăng thì mình nghĩ rằng là ở những giải vận tốc thấp ở trong nội đô, vô lăng này thì mình đánh giá là vừa đủ để cho bất kỳ ai, kể cả những bạn lái mới hay là các chị em phụ nữ cầm lái, nó cũng cảm thấy là nhẹ nhàng, nó cảm thấy là thoải mái. Nặng quá thì nặng quá như là Honda Civic, Honda Civic thì nó lại không thực sự là tối ưu về mặt người dùng. Đấy, đa dạng người dùng. Còn mình thấy được rằng là cái vô lăng này nếu mà di chuyển trong nội đô thì gọi là khá là nhẹ nhàng, vừa đủ, không nặng quá. Độ phản hồi với mặt đường thì ở mức gọi là chấp nhận được. Đấy, về khả năng cách âm chống ồn thì thực sự các bạn có thể nghe thấy qua mic, qua máy quay, đúng không ạ? Chúng ta cảm nhận được là ở những giải vận tốc khoảng 35-40 như này thì, nhưng mà những cái tiếng ồn dội lên từ mặt đường nó rất là rõ ràng. Thực sự đây là một chiếc xe mình không đánh giá cao về hệ thống treo, về khả năng cách âm chống ồn, thực sự không đánh giá cao. Đấy, bởi vì thân vỏ của nó khá là mỏng. Đấy, khả năng tối ưu không tốt. Rồi, bây giờ thì mình đang có mặt tại cung đường Đại lộ Thăng Long. Đấy, các bạn có thể thấy được rằng là ngay ở những cái giải vận tốc ban đầu, khi mà lăn trên cái cung đường có cái độ nhám, độ ma sát rất lớn như này, thì các bạn cũng có thể nghe thấy những cái tiếng ồn rất là khó chịu dội vào bên trong khoang cabin xe. Điều này thì như mình đã phân tích, đó chính là cái vật liệu cũng như là cái tôn, cái vật liệu chế tạo khung gầm của chiếc Kia K3 này nó rất là mỏng. Thực sự là như vậy luôn. Đấy, các bạn có nghe thấy nhỉ? Khoảng tầm 80 cây số một giờ thôi mà ồn không khác gì các bạn đi xe i10. Không khác gì xe i10 luôn, ồn không khác gì xe i10, không khác gì những mẫu xe hạng B. Không khác gì Accent, không khác gì Vios, thực sự là như vậy. Rất ồn. Ngoài cái yếu tố đó là về độ ồn của mặt đường dội vào bên trong qua cabin xe, cái yếu tố thứ hai đó là những cái tiếng gió ở phía bên ngoài nó vọng vào bên trong khoang cabin xe, cũng là yếu tố mà các bạn nghe thấy một cách rất rõ rệt, không khác gì như kiểu cái tiếng máy sấy ấy, cứ xè xè rất ồn. Rồi tiếp theo, nếu như các bạn di chuyển ở những chế độ vận hành thông thường như này, đấy, các bạn di chuyển ở những giải vận tốc đều chân ga khoảng 80 cây số một giờ ở
khoảng tầm giải vòng tour khoảng 2.000 vòng trên phút. Khi các bạn đạp thốc chân ga lên thì các bạn sẽ thấy là vòng tour máy nó đẩy lên rất là cao, khoảng tầm 5.000, hơn 5.000 vòng với nhảy số. Phải nói rằng là cái mức, cái khả năng kéo của nó không thực sự là tối ưu đâu các bạn ạ. Đấy, khả năng kéo của xe nhá, cái khả năng bứt tốc nó không thực sự là ấy đâu, không thực sự tốt nhá các bạn nhá, không thực sự tốt. Cái thứ hai là đấy, các bạn nghe thấy những tiếng gầm gào, bắt đầu tiếng gầm gào của động cơ 1.6. Đấy, tất nhiên là mình đã nói rằng là ở những giải vận tốc như vậy, các bạn tăng tốc đột ngột thì sẽ cái động cơ của nó chưa phản hồi kịp, nó chưa phản hồi kịp, vòng tua nó phải đẩy cao lên để nó đẩy thân xe đi, đấy tạo ra những cái quán tính, thì bắt đầu xe nó mới có được những cái lực đà để nó nhảy sang các cấp số tiếp theo, cho nên là nó sẽ giữ tua khá lâu, giữ tua khá lâu, đúng không ạ? Đấy, đấy như này các bạn có thể thấy này, 4.000, hơn 4.000 vòng, 5.000 vòng rồi đấy. Nhìn chung là mình thấy được rằng là tất nhiên là khối động cơ 1.6 này nó sẽ chỉ vừa đủ cho chúng ta di chuyển trong phố và di chuyển gọi là theo tính chất gọi là điểm đạm thôi. Còn để mà ai nói bảo là cầm lái chiếc xe này thực sự là thanh niên, thực sự là vận hành theo kiểu dạng thể thao vui thì có lẽ là chưa đủ, đúng không ạ? Bản thân mình thấy như thế. Còn các bạn nếu như chuyển sang chúng ta chế độ sport này, chúng ta sử dụng số tay này, thì vòng tua lúc nào nó cũng sẽ đẩy lên rất là cao, cũng vẫn vậy thôi, cũng không có những cái điểm gì khác biệt quá lớn đâu các bạn ạ. Đấy, chỉ là độ nhạy chân ga nó tăng lên một chút. Đấy, vòng tua máy nó níu giữ lâu hơn một chút. Đấy. Còn với cái phần vô lăng nhá, thực sự chia sẻ với các bạn nhá, phần vô lăng của chiếc xe Kia K3 đến thời điểm này mình thấy thực sự là nó quá là mơ hồ luôn. Đấy, mình nói thật là khi mà chạy ở những giải vận tốc cao mình không yên tâm một chút nào, không yên tâm một chút nào. Vô lăng thì nó tất nhiên là nó cũng sẽ cứng hơn, nó cũng sẽ chắc tay hơn so với thời điểm mà khi mà chúng ta di chuyển trong phố. Tuy nhiên thì vô lăng này vẫn chưa đủ độ nặng tay để các bạn phải cảm thấy yên tâm khi chạy ở những giải vận tốc cao như thế này, chưa đủ cảm thấy yên tâm nhé. Đấy, cái yếu tố thứ hai đó là gì? Đó là hệ thống treo nó khá là mềm. Nó mềm quá, nó mềm, nó khiến cho chúng ta cảm giác khi mà di chuyển như thế này, các bạn chạy chuyển làn, chúng ta sang bên làn bên trái hoặc làn bên phải, các bạn chạy những giải vận tốc trên 80 thì các bạn sẽ thấy là xe nó rất là bồng bềnh, cái độ cân bằng của nó thực sự không tốt chút nào. Đây, ví dụ các bạn như này ấy. Đấy, thì các bạn sẽ thấy được rằng là xe nó hơi lảo đảo một chút. Đấy, nhất là khi mà các bạn chạy khoảng 100 cây số ấy, 100 cây số thì các bạn thấy xe nó rất là lảo đảo. Đấy, xe khá là lảo đảo luôn, nó không thực sự là nó lì lợm để nó khiến cho chúng ta nó có được cái sự an tâm đâu. Đấy, bởi vì hệ thống treo này rõ ràng là MacPherson phía trước, thanh xoắn ở phía sau cũng giống như các đối thủ thôi, nhưng mà cái thiết kế của hệ thống treo của Kia K3 này nó không thiên về di chuyển tốc độ cao ngoài đường trường. Đấy, không thiên nhé các bạn nhé. Đấy, các bạn có thể nghe thấy nhá. Đó, đi qua những cái mố cầu như này thì các bạn sẽ thấy được rằng là cái hệ thống treo của nó đấy, cực. Đấy, và rất ồn đúng không ạ? Đây nhá, những cái pha ôm cua này các bạn thấy là xe nó bay này. Úi, xe nó bay ghê gớm luôn, tại vì hệ thống treo của nó mềm, cảm giác mới chỉ có ôm cơ khoảng 60 thôi nhưng mà mình thấy là xe nó không ổn định nữa rồi. Đấy, đấy là cái điều thực tế khi mà cầm lái chiếc K3 này. Đấy, cho nên là bây giờ đang muốn bán chiếc này đi để đổi sang chiếc xe VinFast Lux, mua chiếc xe VinFast Lux. Tất nhiên là VinFast Lux thì nó sẽ không nhiều công nghệ, không nhiều những cái đồ chơi như này được. Nói thật với các bạn nhá, nếu như mà anh em nào mới lái hay là anh em nào mới mua xe gọi là trải nghiệm thì những cái dòng xe phổ thông như này thì các bạn cứ lựa chọn, bởi vì may sao chúng ta thanh khoản nó cũng sẽ dễ hơn. Cái vấn đề thứ hai nó cũng tiết kiệm hơn rất là nhiều. Đấy, dễ mua dễ bán, tiết kiệm nhiên liệu đúng không ạ? Nhưng mà đổi lại thì để nói về góc độ an toàn thì những chiếc xe này không hề an toàn chút nào. Thân vỏ mỏng,
thân vỏ thì mỏng nhá, hệ thống treo thì không thực sự đáp ứng tốt khi các bạn chạy tốc độ cao. Đây nhá các bạn, mình sẽ chia sẻ thực tế cho các bạn luôn. Hệ thống treo không, đấy, hệ thống treo không đủ đáp ứng tốt khi các bạn di chuyển tốc độ cao. Đấy, đi qua những cái mố cầu lớn nhá, các bạn sẽ thấy là người chúng ta hơi bay một chút. Đấy, động cơ nhá các bạn nhá, đến tầm này nè, 5.500-6.000 vòng kêu khủng khiếp luôn. À, nếu như mà di chuyển thấp, tốc độ thấp thì các bạn sẽ thấy được rằng là nó sẽ không gần như này đâu, bởi vì khi di chuyển thấp thì nó đủ sức kéo. Thế nhưng mà khi mà các bạn đạp tốc độ cao như vậy, các bạn sẽ thấy được rằng là động cơ 1.6 nó khá là lì. Động cơ 1.6 nó khá là lì. Nó chưa đủ sức kéo để cho chiếc xe này nó có những cái cảm giác dư giả. Đây. Đây, đây là một ví dụ nha các bạn nhé. Đấy, 6.000 gần 7.000 vòng rồi mà chưa lên nổi 120 cây số một giờ. Chưa lên nổi 120 cây số một giờ luôn. Đấy, ngoài ra thì tiếng ồn vọng vào bên trong qua cabin xe rất lớn, đúng không ạ? Rất ồn luôn. Rất ồn. Vô lăng thì gọi là ở mức vừa đủ thôi. Đấy, các bạn thấy nghe thấy không? Đi qua những cái miếng phân làn ấy thì các bạn sẽ nghe thấy tiếng quịch 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 quịch, đúng không ạ? Đấy, quịch 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 ấy, đúng không ạ? Nhìn chung là những mẫu xe Hàn thì được cái là thiết kế đẹp, nhiều option thôi, chứ còn lái về mức độ an toàn thì có lẽ là thôi các bạn ạ. Rồi, cảm ơn các bạn đã tham gia theo dõi. Đây là một video rất là vui vẻ để chia sẻ những cảm nhận của cá nhân mình thôi, để giúp cho ai mà đang có cái nhu cầu mua những chiếc xe tầm tiền này, và đặc biệt là Kia K3, các bạn sẽ có thêm được những cái thông tin để chúng ta có thể lựa chọn. Đấy. Cảm ơn các bạn đã tham gia theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại những video đánh giá những chiếc xe tiếp theo.